Vâng, Thắng Hoàng xin chào các bác nhá. Hôm nay thì Thắng Hoàng test gửi cho các bác nghe cái chất lượng âm thanh của cái mẫu đẩy Slick thương hiệu của Italy. Và với cái mã UK900 thì công suất đạt một kênh là 700W, một kênh 8 ohm các bác nhá. Cái này thì các bác đây này, em ghép với cái đôi loa 30 công suất siêu khủng của bên em này. Cái dòng loa này công suất nó mắc nó 1600 luôn, rất là khủng luôn đấy. Đôi loa này là cái đôi loa công suất tiêu thụ cần rất là cao, bình thường nó là 400W rồi. Đó. Thì, bây giờ em sẽ test, em gửi cho các bác nghe cái chất lượng âm thanh này nhá. Thì một con đẩy rất là đẹp này. Đấy, công suất 700 thì dùng gia đình quá tuyệt vời rồi. Thì anh em có thể là dùng được cả loa 40 luôn. Thì với cái giá 3.800.000 thì mọi người cùng thưởng thức nhá. Máy rất nét, rất đẹp luôn. Chất lượng âm thanh thì thôi rồi, cũng rất là phê. Đây, mời các bác nghe. Mở nhỏ chút đã. Sáng và đầy đặn các bác nhá. Về cái giải bát của con đẩy này thì đánh rất là mềm, rất là sâu nè. Thì điện thoại nó không thu hết được cái giải bát đâu, nó chỉ thu được cái giải từ trung cao thôi các bác nhá. Thì cái độ sáng của mẫu đẩy này là nó là gần như là số 1 rồi. Đấy, nói chung là nghe rất là sáng và mịn tiếng. Đấy. Công suất khỏe, tiếng đẹp, giá 3.800.000. Thì ưu điểm của con đẩy này các bác có thể lắng nghe này, gần như là nó cũng không có tiếng từ quạt. Đấy, gần như là anh em mình chơi âm thanh là không có nghe tiếng từ cái quạt, là nghe nó là một cái điều, cái điểm rất là ưu điểm của con đẩy rồi. Và thứ hai nữa là đẩy chạy cũng tương đối là ổn định, rất là mát. Dòng máy này thì độ bền vô cùng là bền rồi. Đấy. Thì Thắng Hoàng sẽ hỗ trợ bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đấy, với cái giá 3.800.000. Đấy các bác nhá. Giá là 3.800.000 đồng một con. Đây, thì nó ở con đẩy này thì nó có một vấn đề, đấy là lôi cái dây này ra là nó tụt mất mấy cái rắc này này ra này. Em sẽ kẹp rắc vào đây, làm ra cố lại cho các bác chắc chắn các bác dùng nhá. Còn tất cả những cái phía sau đây thì em giới thiệu trong video trước rồi. Gain tín hiệu, độ nhạy đầu vào, chế độ đánh body nail, shifter, bright,
Đấy, máy móc thì cam kết với các bác là đẹp zin long lanh luôn, không vấn đề gì cả. Đấy, anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969 800 985 các bác nhé. Rất là hân hạnh được phục vụ tất cả nhu cầu của các bác. Xin chào các bác nhé.